Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn làm chiếc kẹo mút hình chú khỉ dễ thương từ giấy thủ công của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt đầu làm cùng mình nhé. Mình cũng gắn hai cái hình mắt lên trên cái phần khuôn mặt của chú khỉ nhé. Phía dưới của cái đôi mắt này thì mình vẽ cái mũi và cái miệng cho chú khỉ của mình. Các bạn dùng cái bút mực, mình vẽ các cái nét vẽ rất là đơn giản như thế này. Sau khi tạo hình xong cái phần đầu của chú khỉ thì mình sẽ dùng cái hình này để làm cái phần kẹo cho cây kẹo của mình nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần que cầm ở phía dưới của cái cây kẹo mút này. Các bạn dùng giấy thủ công màu xanh da trời, loại giấy mỏng như thế này. Bây giờ mình cầm cái góc của mảnh giấy, sau đó cuộn tròn lại nhé. Tùy theo cái kích thước của cái que cầm mà các bạn muốn làm, thì mình sẽ điều chỉnh kích thước của cái mảnh giấy này như vậy nhé. Mình cuộn đều cái mảnh giấy của mình. Dùng súng bắn keo để cố định cái mép của mảnh giấy này. Sau khi có cái phần tay cầm như của mình thì các bạn sẽ gắn nó vào với cái kẹo nha. Để cái phần que tay cầm này nhìn đẹp mắt hơn thì mình có thể dùng kéo mình cắt bớt những cái phần giấy ở hai đầu này đi. Tạo thành cái hình như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ gắn cái tay cầm này vào với mặt sau cái cây kẹo mút của mình nhé. Các bạn dùng súng bắn keo bắn vào phía đằng sau của cái hình chú khỉ này. Sau đó mình đặt cái tay cầm vào phần keo dán. Mình cố định hai cái chi tiết vào với nhau ở cái vị trí dán keo như thế này. Để cây kẹo của mình nhìn độc đáo hơn thì trước khi hoàn thiện mình sẽ trang trí thêm một chút cái họa tiết ở phía dưới cái cán kẹo này. Các bạn dùng giấy thủ công màu trắng. Mình cắt một cái mảnh giấy dài và nhỏ. Dùng súng bắn keo
các bạn gắn cái mảnh giấy vào xung quanh cái cán này. Mình sẽ gắn lần lượt như vậy cho đến khi gắn hết cái mảnh giấy vào xung quanh cái cán kẹo của mình. Sau khi cố định cái mảnh giấy trắng trang trí vào xung quanh cái phần cán kẹo thì mình đã có một cái cây kẹo mút hình chú khỉ rất là dễ thương như thế này. Các bạn thấy cây kẹo mút của mình có đơn giản dễ làm không? Dựa trên cách làm như của mình thì các bạn có thể sáng tạo đa dạng các cái kẹo mút với những cái hình dáng khác nhau nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì tạm biệt.